Ngay trước mắt các bạn lúc này chính là chuyên gia đang thực hiện bài thử nghiệm súng RPK. Sau khi phải chịu đựng sức ma sát khủng khiếp từ hàng chục băng đạn một lúc, khẩu RPK vẫn có thể hoạt động, ngay cả khi ốp lót tay đã có dấu hiệu biến dạng và bốc cháy. Cứ như vậy, phải đến viên đạn thứ 1232, khẩu súng này mới bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được. Một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng trung liên đến từ nhà sản xuất Kalashnikov lừng danh. Đó cũng có thể được coi là một trong những lý do khiến cho RPK được sản xuất từ năm 1961 này vẫn còn sử dụng cho gần 50 quốc gia trên thế giới đến tận ngày hôm nay. Ngay trước mắt các bạn lúc này chính là chuyên gia đang thực hiện bài thử nghiệm súng RPK. Sau khi phải chịu đựng sức ma sát khủng khiếp từ hàng chục băng đạn một lúc, khẩu RPK vẫn có thể hoạt động, ngay cả khi ốp lót tay đã có dấu hiệu biến dạng và bốc cháy. Cứ như vậy, phải đến viên đạn thứ 1232, khẩu súng này mới bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được. Một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dòng trung liên đến từ nhà sản xuất Kalashnikov lừng danh. Đó cũng có thể được coi là một trong những lý do khiến cho RPK được sản xuất từ năm 1961 này vẫn còn sử dụng cho gần 50 quốc gia trên thế giới đến tận ngày hôm nay. Vào thời đại của ông, nhân loại không đủ khả năng để hiểu hết những ý tưởng và nghệ thuật. Mãi cho tới sau này, người ta mới nhận ra rằng Tesla thực sự là một điều gì đó vượt qua giới hạn của loài người. Những bí ẩn mà ông để lại cho khoa học đang được khám phá từng ngày. Cái người phát minh ra thế kỷ 20, Nikola Tesla. Xin được giới thiệu đến các bạn một công thức chiến thắng bí mật để một đội quân nhỏ yếu, không có kinh nghiệm, thậm chí là nghèo nàn, lạc hậu có thể tạo nên cuộc chiến đánh bại tham vọng bành trướng lãnh địa của những thế lực quân sự hùng mạnh đang chi phối lịch sử thế giới. Không sai, thứ chúng tôi đang nói đó chính là chiến thuật tác chiến phi đối xứng. Đây cũng là điều các bạn đã thấy trong biết bao lần vấp ngã của các nước như Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp trên quãng đường dẫn đến tham vọng bá chủ thế giới của họ. Nhưng có thật đó là một chiến lược hoàn hảo. Giao tranh trên những con đường mù mịt khói bụi. Lèn lỏi trong các ngõ ngách chật hẹp, răng đầy những cạm bẫy chết người. Đổ máu hay thậm chí là mất mạng để giành giật từng góc phố, từng ngôi nhà hay thậm chí là từng căn phòng. Vâng, những gì các bạn đang thấy trên màn hình chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi đội quân hiện đại mang tên tác chiến đô thị. Giao tranh trên những con đường mù mịt khói bụi. Lèn lỏi trong các ngõ ngách chật hẹp, răng đầy những cạm bẫy chết người. Đổ máu hay thậm chí là mất mạng để giành giật từng góc phố, từng ngôi nhà hay thậm chí là từng căn phòng. Vâng, những gì các bạn đang thấy trên màn hình chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi đội quân hiện đại mang tên tác chiến đô thị.